Chào anh chị, em đang đứng tại cây cầu Rạch Đỉa 1, nối liền giữa quận 7 và Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương. Cây cầu cũ được xây dựng vào năm 1975, tính đến nay đã hơn 50 tuổi đời và rất là cũ. Vào năm 2001 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt xây dựng cầu mới, và đến 2017 đã được bắt đầu thi công triển khai. Tháng 8 2017, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân xung quanh cầu đã được hoàn thành, và dự kiến cầu sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12 năm 2024 này. Và từ vị trí này chúng ta đi đến CH khoảng 5 cây số, thì như vậy sau khi cầu hoàn thành sẽ thúc đẩy về kinh tế và kể cả bất động sản khu vực phía Nam, và đây cũng sẽ là một tin vui cho dự án CS Metro City phía Nhà Bè của chúng ta, và cũng như những dự án xung quanh như La Villa Kiến Á và Nay Sao. Thì xin quý anh chị theo dõi cây cầu đang được xây dựng, và hiện tại là chủ đầu tư đã thúc đẩy cho nhanh nhất có thể để đưa vào tháng 12 2024. Xin mời anh chị theo dõi.